Hello, hello again, welcome back to my channel. Hello anh em, chào các bạn và trở lại với kênh YouTube mình em đây. Yo, what's up? Lâu lắm rồi không làm được Xbo. Ngày hôm nay mình sẽ làm được Xbo Bethesda, Bethesda, Xbo 3.0. Đây là một cái mắt, mấy cái mùa vừa rồi thì Bethesda đánh cũng khá hay, cũng lên được top. Hiện tại đang top 1. Mùa trước thì top finish top 43. 7.900 không đến đâu là tệ. Ok, chúng ta sẽ đến với matchup đầu tiên. Sorry, bởi vì là anh ta chỉ share cho mình 2 replay thôi. Mình sẽ review 2 replay thôi nha. Cái phiên bản này thực sự phải nói là biến mất cái team mình thấy nó không còn mạnh như ngày trước. Cái nó không còn mạnh như ngày trước nữa, vì vậy là cái deck này tuy nhiên thì chưa có một sự thay thế nào tốt hơn là Musketi ở thời điểm hiện tại của cái deck này, đó là Minor Warpaker Fireball. Vì vậy là thôi họ cũng vẫn cứ dùng cái phiên bản original, đó là Musketi và Bomb Tower, Warpaker Fireball. Thì ngay từ ban đầu Warpaker phải bảo vệ Xbo bắn rất nhiều ra. Có, phải cần một con ở đây. Có. Ok. Tuy nhiên khởi đầu thì Bethesda anh ta có rất nhiều RAM đến từ Xbo. Có lẽ là Bethesda anh ta cũng biết được là player này cũng đã chơi deck gì rồi. Vậy là các bạn biết là ngay từ ban đầu anh ta đã đặt Xbo khá là sớm. Tiếp tục là tôi Xbo, bởi vì là biết là bây giờ phòng thờ không nhém được vào Xbo và Fireball cần phải để một phần Minor. Nên Fugaz anh ta cần phải đẩy Minor nhanh hơn và mạnh hơn, kịp thời hơn. Và anh như thế này thì anh ta sẽ phát, anh ta sẽ thắng cái matchup này rất là đơn giản thôi. Legolas này đấy, anh trai cần phải đẩy Minor và đọc cái tình động đọc bài nhanh hơn là việc này cần chịu. Các bạn thấy là trong giờ vừa rồi khi mà Miner đẩy lên thì rất chậm, và cái nhịp độ mà Xbo bắn là rất là ngắm vào gì mời điểm và file luôn đây rồi. Khi mà Miner chỉ một khi mà Xbo đã có một cái lượng chế khá lớn trong thời điểm này file luôn chạy. Tập một con mai thật cao thì trong cái tơ này anh ta chỉ cần phải đập một cái ban Miner và bằng hai bốn thôi. Còn về con mai làm tanh sẽ hợp lý hơn, con mai làm rất thấp còn cao như vậy luôn. Tuy nhiên này các bạn biết là thời điểm hiện nay thì không dễ để có thể làm những Miner bốn cơ này. Miner đẩy Miner lên mà đẩy có khá là có đam của Fireball nữa chưa hiệu quả. Giờ ra anh ta đang bắt dần đang kiểm soát game này. Bethesda thì trong thời điểm này anh ta không thể công được Xbo vì là tiếp tục đẩy Xbo rồi. Tuy nhiên what the không thao là thấp rồi, đúng rồi. Miner đẩy lên bằng Fireball. Miner Fireball đây là Olaf anh ta đánh rất nhiều lực. Nhưng mà phải nói là cái backup này cũng không nó player lên đó. Nhưng cũng phải nói là cái phát anh ta đọc bài rất hay. Ok, chúng ta đến với Richard là anh ta rất đánh rất nhiều, rất hay sử dụng cái deck Wish Farm này. Thực sự phải nói mà khi mà respawn mà đánh với lại Xbo đánh với Xbo cycle như thế này thì hai bên phải cân bằng. Còn Magic Archer nó sẽ phải đẹp khá xa, khá cao so với lại trụ, bởi vì nó là công ty của Fireball chứ. Cái trụ phải gặp con Magic Archer. Oh.
Richards, chúng ta chỉ có một cái 33 AR như vậy. Best Bar chúng ta sử dụng hai con Archer cùng một kia. Support có dùng support bởi mid danh là Nai. Hợp lý. Liquid Spam này có một cái điều là có sự xuất hiện của con Battle Healer. Con Battle Healer à, Ground Rider bạn cũng không. Một cái Fireball có một cái Ground Rider. Bây giờ trong thời này Barbarian xuất hiện là một cái đến là 2 Barbarian luôn. Ở điểm này thì Bác Pháp anh ta cũng không có thủ, không có bình nữa. Bởi vì các bạn biết là cái deck của Richards anh ta không có một cái con mini tank nào mạnh hoặc là mini tank nào đó. Có chăng là đâu đó có sự xuất hiện của Calcast. Nhưng mà một mình Calcast mà solo mà không có sự support của đối tượng khác thì Mày muốn sợ Big Bow. Một Big Buffer đắt lợn của một cái khác hợp lý. Mình có tính dự đoán là khi mà đối đầu với lại cái deck kiểu như thế này thực sự Big Bow rất là khó đánh. Ground Rider đấy vừa mang cả trường và chúng ta có bản sức khỏe cho mang Ground Rider phải phai buồn rồi. Quan trọng phải nó còn khó có cho ý cơ. Cái điều cần làm ngay thời điểm hiện tại của Bát anh ta là vừa phải thủ là phải thủ một cycle được hai đến cầu để công một cái thủ. Thì lúc đấy anh ta mới bị kim không công được. Còn thời điểm hiện tại mà anh ta không muốn công luôn thì thực sự rất là khó. Hàng đang nằm xuống, Ram Rider à rất sâu. Thật khi mà Magic Archer đang Calcast cái Venus Star là khá cao, vì vậy là Calcast đã bắn thủ tới. Tuy nhiên thì luôn luôn là sử dụng con này để chặn con Calcast. Magic Archer bắn. Tuy nhiên đây là thời điểm mà out cycle rất dễ. Thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm, nhưng mà rất dễ out cycle. Là Daria xuất hiện Elite đây rồi. Chưa, bắn thủ rất tốt đến từ Richard. Vẫn phòng thủ rất tốt. Hai bên đang Bad Fast anh ta đang có lợi thế một chút về máu. Chủ đối bên phải luôn luôn là giữ lại con luôn luôn có một cái điều là khi mà các bạn đánh bầu hay là các bạn đánh nghĩ đến con Tesla thì thường các bạn phải có sử dụng con các con bài để làm chặn các con Tesla, tức là các bạn phải bảo vệ được bảo vệ được cái building của bạn. Ngày xưa thì mình nghĩ là cái building là phải bảo vệ cho chop, nhưng mà bây giờ là chop bảo vệ cho building. Đó là một cái phần tip mà cách đánh mà khi các bạn sử dụng cái deck kiểu có bom sao ở Tesla thì thường là các bạn sẽ cho cái đánh như vậy, chop bảo vệ cho building. Ground Rider chưa lao, chưa thoát khỏi tầm kiểm soát của Tesla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, so close. Một mặt chắc hay. Anh em nào thích X-Bow thì có phải xem lại cái play này khá nhiều lần, bởi vì các con có rất nhiều cái khác ở đây. Ok. Because he says for me the 2 Z play only, so okay, I stop video right now, and I think the next time, next video, I will bring more his Z play on my channel. Don't forget to turn on notification and don't miss follow his Twitter. Turn on notification, give me a like, share video. Thank you guys. Cảm ơn anh em đã xem nha. Hôm nay chỉ có 2 Z play thôi.
Good job and see you next time. Bye bye.